Trong tổng giá 3 cụ thì đây sẽ là hai đối thủ cực kỳ nặng ký của nhà Redmi. Đó chính là em Redmi 12 5G và em Redmi 13R. Cả hai này thì mình cũng đã làm video một hồi đánh giá nhanh rồi, anh em có thể xem lại. Còn video ngày hôm nay thì hãy cùng mình thử tìm ra giữa hai em này thì đâu là sự lựa chọn hợp lý cho anh em. Ok, chi tiết như nào thì anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để bắt đầu video luôn này nha. Về mức giá thì hai em này mình có tham khảo tại cửa hàng Nam Best Store, đều là khoảng 3 cụ 1 cho tới 3 cụ 2. Nói chung là hai em này thì nó chênh nhau không nhiều. Và anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết về mức giá giữa hai em này anh em nhá. Rồi, và quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, giữa em Redmi 12 5G và em Redmi 13R 5G. Đầu tiên thì về thiết kế bên ngoài đi, thì hai em này anh em vẫn sẽ có một cái kiểu thiết kế vuông cạnh ở thời điểm bây giờ thôi. Nói chung là về thiết kế thì nó cơ bản là như nhau. Về phần mặt lưng thì đây, với chiếc Redmi 13R thì nó sẽ có kiểu cách điệu ở cái phần cụm camera một tí. Còn với Redmi 12 5G này thì nó sẽ giống như là em Redmi bản thường anh em ạ. Nó vẫn sẽ có một cái mặt lưng kiểu trơn như vậy thôi, không có phần camera hay là phần họa tiết gì cả. Và camera thì hai em này nó đều được trang bị là hai cảm biến và một cái đèn LED ở đây. Nói chung là nhìn cụm cam của Redmi 13R thì nó sẽ kiểu to hơn một tí thôi, chứ nó cũng không có gì đặc sắc đâu. Chỉ có một điều là với cái phần chất liệu thì em Redmi 12 5G này nó sẽ có mặt lưng được làm bằng kính anh em nhé. Còn chiếc Redmi 13R này thì chất liệu chỉ là bằng nhựa mà thôi. Đó, nói chung là để mà nhìn vào thì cũng tùy mắt mỗi người, anh em thích kiểu nào hơn. Còn nói về chất liệu thì em Redmi 12 5G này nó vẫn sẽ nhịn hơn. Phong viên thì chất liệu cả hai em được làm bằng chất liệu nhựa thôi, và nó vẫn sẽ có là phím ngùng tăng giảm âm lượng ở phía bên tay phải. Bên kia thì sẽ đều có khay cắm sim, và bên dưới thì anh em sẽ có là sạc tai C, loa. Bên trên thì sẽ có jack 3.5. Và chiếc Redmi 12 5G này anh em sẽ có điều khiển hồng ngoại anh em nhé. Còn chiếc Redmi 13R thì sẽ không có đâu. À, còn để xem cái phần khay cắm sim. Rồi, đây là khay cắm sim của Redmi 12 5G, còn đây là khay cắm sim của Redmi 13R 5G. Thì nhìn vào là anh em sẽ thấy luôn. Với Redmi 13R thì anh em sẽ có 2 sim và 1 thẻ nhớ. Còn với chiếc Redmi 12 5G này thì anh em sẽ có một khay cắm sim lite mà thôi. Anh em sẽ có 2 sim không thẻ nhớ hoặc là 1 thẻ nhớ một sim anh em nhé. Cái này thì anh em sẽ phải đánh đổi ở trên chiếc Redmi 12 5G. Còn lại về phần cầm nắm các thứ thì cả hai em này nó tương đồng nhau thôi. Nhưng mà về cái đồ hoàn thiện thì em Redmi 12 5G này nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Đó chính là nó sẽ có tiêu chuẩn IP53. Còn với em Redmi 13R này thì sẽ không có anh em nhé. Đó, đây cũng là một trong những cái điểm mà em Redmi 12 5G này sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cần thiết với những em nào mà chạy shipper, chạy ở ngoài đường, cần có một cái tiêu chuẩn kháng nước. Nó nhẹ cũng được nhưng mà nó sẽ ok hơn rất là nhiều nếu mà so với một chiếc máy không có kháng nước anh em nhé. Rồi, và qua tới cái phần màn phía trước luôn. Thì đây, rõ ràng nhìn cái màn hình này thì anh em cũng thấy luôn, đâu là một cái màn hình nhìn nó có vẻ là mới mẻ hơn một tí rồi. Với em Redmi 12 5G này thì anh em sẽ có một cái màn hình là đục lỗ anh em nhé. Còn chiếc Redmi 13R này thì nó sẽ có một màn hình gọi là giọt nước mà thôi. Một cái kiểu thiết kế cơ bản ở bây giờ thì nó cũng khá cũ rồi. Còn về cơ bản thì tấm nền giữa hai em này thì nó đều là IPS LCD và đều có độ phân giải là 90 hertz này. Còn về độ phân giải thì với em Redmi 12 5G này thì nó sẽ có độ phân giải là Full HD cộng, còn chiếc Redmi 13R này sẽ chỉ có là HD cộng mà thôi. Đó thì rõ ràng rồi, em Redmi 12 5G này thì nhìn nó sẽ kiểu nét hơn. Nhưng mà cơ bản để cho anh em có thể gọi là, nếu mà sử dụng riêng lẻ từng con ấy thì mình thấy nó cũng gần như nhau thôi. Anh em khó có thể nào mà thấy được những cái điểm rỗ ở trên cái màn hình giữa hai con này. Đấy, đặc biệt là với những anh em nào mà mua về cho những người lớn tuổi trong nhà sử dụng ấy, thì cái việc mà HD hay là Full HD cộng thì nó cũng không có gì gọi là quan trọng đâu anh em ạ. Và độ sáng thì với em Redmi 13R này thì nó sẽ có một phần độ sáng nó sẽ nhỉnh hơn một tí tí. Đó chính là 600 nits. Còn với em Redmi 12 5G này thì sẽ rơi vào tầm khoảng là 550. Thì nói chung là cũng không đáng kể. Cơ bản thì hai con này nó cũng gọi là như nhau thôi anh em ạ. Còn phần viền thì đây, hai con máy này thì nó sẽ có một phần viền bằng nhau, chứ nó cũng không có con nào dày hơn con nào cả. Phần viền này trong tầm giá khoảng là hơn 3 củ thì nó cũng gọi là ổn rồi. Nó chứ nó cũng không quá là dày đâu. Rồi, còn về phần hiệu năng thì với em Redmi 12 5G này nó sẽ được trang bị là con chip Snapdragon 4 Gen 2. Còn với em Redmi 13R thì sẽ được trang bị là con chip Dimensity 6100 Plus anh em nhé. Cơ bản thì nó sẽ không có sự khác biệt gì quá nhiều. Nhưng mà nếu mà để xét thì với em Snapdragon 4 Gen 2 trên Redmi 12 5G này thì nó vẫn sẽ nhỉnh hơn một tí. Còn nếu như em có mua về sử
sử dụng với những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thì nó cũng gần như nhau anh em ạ. Hai em này thì nó vẫn đều đáp ứng được khi mà anh em sử dụng những cái tác vụ như là lướt Facebook, xem YouTube các thứ, hay là kể cả anh em có chơi những cái tựa game nhẹ như là Liên Quân, Tốc Chiến, thì cả hai con chip này nó vẫn có thể đáp ứng được ở mức gọi là cơ bản này nha. Và về RAM ROM, cả hai em này thì đều có là 6 128. Nói chung là với cái con số này ở thời điểm bây giờ thì nó vẫn có thể giúp cho anh em lưu trữ hàng ngày một cách cơ bản, chứ không thể nào mà gọi là quá thoải mái ở thời điểm tại rồi. Nhưng mà nếu trong tầm giá rẻ như thế này thì chắc anh em cũng không có sử dụng với những tác vụ gọi là chụp ảnh hay là quay video gì nhiều đâu, cho nên là tải một vài cái app cơ bản hàng ngày thì nó vẫn rất là ok. Rồi tiếp theo về phần pin thì hai em này thì nó đều được trang bị là viên pin 5 ngày 15 giờ, nói chung là một cái con số gọi là đủ trong ở thời điểm bây giờ, và sạc là đều là sạc nhanh 18W. Nhưng vấn đề là sạc đi kèm ở trong hộp. Với em Redmi 12 5G thì anh em sẽ có một cái củ sạc là 22W. Còn với em Redmi 13R thì anh em sẽ có một cái củ 10W anh em nha. Đó, đây là một trong những cái điểm khác biệt rất là nhiều giữa hai em này. Cho nên là nếu như anh em thực sự cần sạc 18W trên em Redmi 13R ấy, thì bắt buộc anh em sẽ phải mua rồi. Còn nếu như anh em có sẵn một cái củ sạc nhanh thì ok. Rồi, cuối cùng thì nói qua một tí về camera giữa hai em này đi. Nói chung là trong tầm mức giá rẻ thì chắc cũng không có gì phải nói nhiều rồi. Hai em này thì nó đều có hai cảm biến và cam chính là đều là 50 megapixel. Còn một cái cam phụ thì cũng để cho vui thôi, chứ mình thấy trong tầm mức giá này thì nó cũng không có quá nhiều tác dụng đâu. Đó, để cho anh em thể gọi là chụp choẹt cơ bản các thứ hàng ngày thì ok, nó vẫn có thể chụp được, chứ còn anh em gọi là chụp đẹp thì sẽ không đâu anh em nhé. Anh em phải lưu ý trong tầm mức giá rẻ như thế này, nói chung là phải gọi là đánh đổi thôi. Và tới đây thì chắc anh em cũng biết đâu là sự lựa chọn nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều rồi. Với em Redmi 12 5G này, mọi thứ thì nó vẫn sẽ nhỉnh hơn, từ màn hình này, thiết kế cho đến cái phần hiệu năng. Thế nên là với em Redmi 12 5G là sự lựa chọn tốt hơn đối với mình. Ok, vậy ý kiến của anh em như thế nào giữa hai chiếc điện thoại này thì anh em ghi lại ở phần bình luận dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.